Truyền thuyết trong kinh Địa Tạng giảng nói về những sự không thể nghĩ bàn của Đại Thánh Địa Tạng cũng sinh tâm cảm động và chân thực một lần một dạ nay rồi. Trước Đại Thánh Địa Tạng xin được phát lời nguyện này công mạnh từ hôm nay, trọn đời trọn kiếp đến tận cùng vị lai nhẫn đến cho đến ngày con thành Phật, công nguyện đời đời kiếp kiếp được quy y nương tựa nơi ngài, công nguyện đến tận cùng vị lai nhẫn đến ngày con thành Phật, đời đời kiếp kiếp con nguyện sẽ dùng 100.000 phương tiện nhẫn giác khuyến dụ cho hết thảy tất cả chúng sanh lòng biết đến ngày mà quy y ngài, mà làm cho tất cả chúng sanh đều được lợi ích lớn. Đại Thánh Địa Tạng, con muốn mong ngài đủ lòng đại từ bi thương xót mà chứng minh cho sự quy y cùng lòng như này của con, khiến cho con đời đời kiếp kiếp đều không bao giờ quên mất. Hiện nay con là phàm phu ngu si vô trí nghiệp chướng sâu nặng, muốn mong đại thánh đủ lòng từ bi thương xót con cùng hết thảy tất cả chúng sanh mà gia hộ cho con cùng hết thảy muôn loài đều được an lạc, mọi việc như ý trí tuệ mở mang, mọi nghiệp chướng hãy đều tiêu trừ mau được, bổn tâm thanh tịnh gốc gác rồi sẽ mau chóng thoát ly sanh tử thành đạo bồ đề. Nam mô địa tạng bồ tát ma tát nam mô địa tạng bồ tát ma tát nam mô địa tạng bồ tát ma tát kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện Nguyễn Hạ tham gia cộng đồng Địa Tạng Bồ Tát. Cộng thứ 10, so sánh nhân duyên công đức của sự bố thí. Lúc đó ngài Địa Tạng Bồ Tát A Tát hương sức quay thần của Đức Phật, từ chỗ ngồi đứng dậy quỳ gối chắp tay bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con xem xét chúng sanh trong nghiệp đạo, so sánh về sự bố thí có nhẹ có nặng, có người hưởng phước trong một đời, có người hưởng phước trong 10 đời, hoặc đến hưởng phước trong tội lớn lợi lớn trong 100 đời nghìn đời, những sự ấy tại làm sao thế? Cuối sinh Đức Thế Tôn dạy cho. Bây giờ Đức Phật bảo ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: Nay ta trong toàn thể chúng hội nơi cung trời đau lợi này giảng về sự so sánh công đức kinh trọng của việc bố thí ở Diêm Phù Đề, ông phải lắng nghe, ta sẽ vì ông mà nói. Ngài Địa Tạng Bồ Tát bạch cùng Đức Phật rằng: Chính con nghi ngờ về việc ấy, con xin ông muốn nghe. Đức Phật bảo ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: Trong cõi Nam Diêm Phù Đề có các vị quốc vương, hàng tế phụ, quan chức lớn, hàng đại chứng giả, hàng đại sát đế lợi, hàng đại bà la môn, nếu gặp kẻ hết sức nghèo túng, dẫn đến kẻ tật nguyền câm ngọng, kẻ ngay điếc mù quáng, gặp những hàng người thân thể không được vẹn toàn như thế, lúc các vị quốc vương đó muốn bố thí, nếu có thể đủ tâm từ bi lớn, lại có lòng vui vẻ tự hào mình, tự tay mình đem của ra bố thí cho tất cả những kẻ đó, hoặc bảo người khác đem cho, lại dùng lời ôn hòa dịu dàng an ủi các vị quốc vương, đại thần đó được phước lợi lớn và phước lợi công đức cúng dường cho 100 hàng ngàn sa chư Phật vậy. Tại làm sao? Bởi chính vị quốc vương đó phát tâm đại từ bi đối với kẻ rất mực nghèo cùng và với những người tàn tật kia, cho nên phước lành được hưởng quả báo như thế này. Trong một trong 100.000 đời thường được đầy đủ những đồ thất bảo, huống là những thứ để thọ dụng như y phục đủ ha. Là về nữa này, Địa Tạng Bồ Tát, trong đời sau như có vị quốc vương cho đến hàng bà la môn, gặp chùa tháp thờ Phật hoặc hình tượng Phật, cho đến hình tượng Bồ Tát Thanh Văn hay Bích Chi Phật, đích thân tự sửa sang cúng dường bố thí, vị quốc vương nó sẽ được trong 3 kiếp làm vị trợ để thích ứng sự vui sướng tốt lạ. Nếu có thể đem phước lành bố thí đó mà hồi hướng cho tất cả chúng sanh trong pháp giới, thì vị quốc vương nó trong 10 kiếp thường được làm vị trời đạo phạm thiên vương. Lại thế này nữa này, Địa Tạng Bồ Tát, trong đời sau nếu có vị quốc vương cho đến hàng bà la môn, gặp chùa tháp của Đức Phật thọ trước mà là kinh điển hay hình tượng bị hư sụp đánh gãy, liền có thể phát tâm tu bổ lại, vị quốc vương nó hoặc tự mình đích thân lo sửa sang, hoặc khuyến hóa người khác cho đến khuyến hóa 100.000 người khác cùng chung bố thí cúng dường để kết duyên lành. Vị quốc vương nói trong 100.000 đời thường là vua chiến lưng, còn những người khác chung cùng làm việc bố thí đó trong 100.000 đời thường là vua nước nhỏ. Nếu ở lại ở trước chùa tháp có thể phát tâm đem công đức cúng dường bố thí đó mà hồi hướng về đạo vô thượng chánh giác được như vậy, thì vị quốc vương nói cho đến tất cả mọi người đều sẽ thành Phật cả, bởi quả báo ấy rộng lớn vô lượng vô biên. Lại về nữa này, Địa Tạng Bồ Tát, trong đời sau như có vị quốc vương hay hàng bà la môn, gặp những người già yếu tật bệnh mà kẻ phụ nữ sanh đẻ, nếu trong khoảng chừng một niệm sanh lòng từ lớn, đem thuốc men cơm nước dường chiếu bố thí làm cho những kẻ ấy được an vui phước đức đó rất không thể nghĩ bàn, đến được trong 100 kiếp thường làm vua trời tịnh cư, trong 200 kiếp thường làm vua 6 tầng trời cõi dục, không bao giờ còn đọa vào ác đạo, cho đến trong 100.000 đời lỗ tai không hề nghe đến tiếng khổ gốc gáo sẽ thành Phật đạo. Lại về nữa này, Địa Tạng Bồ Tát, trong đời sau như có vị quốc vương mà bà la môn có thể làm những việc bố thí như thế sẽ được vô lượng phước lành, lại nếu có thể đem phước đức đó hồi hướng đạo bồ đề thì không lượng là nhiều hay ít gốc gáo sẽ thành Phật cả, huống gì là những quả trời phạm vương và đế thích của chuyển lưng này. Địa Tạng Bồ Tát, vì thế nên khuyến hóa tất cả chúng sanh đều phải học theo như thế. Lại về nữa này, Địa Tạng Bồ Tát, trong đời sau như có kẻ thiền nam thiền nữ nào trong Phật pháp mà như trồng chút ít cõi phước lành nhiều bằng cá lông sẽ tóc học các mây bụi, là phước lợi của những người đó sẽ được hưởng thọ không thể ví dụ thế nào cho được. Đây về nữa này, Địa Tạng Bồ Tát, trong đời sau như có kẻ thiền nam cùng người thiền nữ nào hành tượng Phật, hành tượng Bồ Tát, hành tượng Bích Chi Phật, hành tượng Quan Chiến Lưng mà bố thí cúng dường thì được vô lượng phước lành, thường sanh nó có người có trời hưởng sự vui thù thắng vi diệu, như có thể đem công đức hồi hướng cho cả pháp giới chúng sanh thì phước lợi của người ấy không thể ví dụ cho thế nào cho được. Là về nữa này, Địa Tạng Bồ Tát, trong đời sau như có kẻ thiền nam người thiền nữ nào gặp kinh điển đại thừa mà nghe thấy một bài kệ một câu kinh rồi phát tâm ân cần trân trọng cung kính ngợi khen bố thí cúng dường, người ấy được quả báo lớn vô lượng vô biên.
Nếu có để đem phước đức hồi hướng cho khắp pháp giới chúng sanh thì phước lợi này không thể ví dụ thế nào cho được, tại vì nữ này Địa Tạng Bồ Tát trong đời sau như có kẻ thiện nam và thiện nữ là gặp chùa tháp và kinh điển là thừa, nếu là kinh tháp mới thì bố thí cúng dường chiêm ngưỡng lễ lạy ngợi khen chắp tay cung kính, nếu gặp kinh tháp cổ mà hư gấp thì sửa sang tu bổ hoặc khiên, hoặc riêng mình phát tâm làm hoặc khiến người khác cùng đồng phát tâm. Những người đồng phát tâm đây trong 30 đời thường làm vua các nước nhỏ, còn vị đàm vị chánh đó thường làm vua chuyển lân lợi dụng pháp lành và giáo hóa vua các nước nhỏ là mày nữa này Địa Tạng Bồ Tát. Trong đời sau như có người thiện nam nghe thiện nữ nào ở nơi cõi phước lành đã gieo trồng trong Phật pháp, mà là bố thí cúng dường, mà là tu bổ trợ tháp, mà là sửa sang kinh điển cho đến chừng bằng một sợi lông, một mấy bụi, một hột cát, một giọt nước, như sự lành như thế công lượng là nhiều ít chỉ có thể đem hồi hướng cho khắp pháp giới chúng sanh, thì công đức của người đó trong trăm nghìn đời thường hưởng thọ sự vui thượng diệu, còn như chế hồi hướng cho thân quyến trong nhà mà tự mình được lợi ích thôi, như thế thì được hưởng quả vui trong ba đời, cứ làm một phần sự lành thì được hưởng báo có một muôn lần trời hơn này Địa Tạng Bồ Tát. Những nhân viên công đức về sự bố thí như thế đó, địa thần hộ pháp phẩm thứ 11 tham gia công đồng địa tháp Địa Tạng Bồ Tát. Lúc đó ngài Kiên Lao Địa Thần bạch cùng đúng và gần mà Đức Thế Tôn: từ trước đến nay con từng chiêm ngưỡng đến lễ vô lượng vị đại Bồ Tát, đều là những bậc chiếm hệ đại thần thông lớn không thể nghĩ bằng được khắp mọi loài chúng sanh. Ngài Địa Tạng Bồ Tát đây so với tất cả các vị Bồ Tát chỗ thèn nguyện rất là sâu rộng, và Đức Thế Tôn: ngài Địa Tạng Bồ Tát đây có nhân duyên lớn với chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đề, như ngài Văn Thù, ngài Phổ Hiền, ngài Quan Âm, ngài Di Lặc cũng hóa hiện trăm nghìn thân hình để độ chúng sanh trong sáu đường, nhưng chỗ phát nguyện của các ngài còn có lúc hoàn mãn. Ngài Địa Tạng Bồ Tát để phát nguyện phát thệ nguyện giáo hóa tất cả chúng sanh trong sáu đường giải đến số kiếp như số kiếp cho trong trăm nghìn đất sông Hằng. Mà Đức Thế Tôn con xem xét chúng sanh ở hiện tại này và về vị lai sau, nơi chỗ sạch sẽ ở phương Nam trong cụ đất của mình, ở dùng đất đá che gỗ mà dựng các cái khám cái thất, trong đó có thể màu vẽ cho đến dùng vàng bạc đồng sắt đúc nắng hình tượng, Địa Tạng Bồ Tát đốt hương cúng dường chiêm lễ ngợi khen, thì chỗ người đó được 10 điều lợi ích. Những gì là 10 điều? Một là đất cát tối màu, hai là nhà cửa ăn ở mãi mãi, ba là người đã chết được sanh lên cõi trời, bốn là những người hiện còn hưởng sự lợi ích, năm là cầu chi cũng tội ý cả, sáu là không có tai họa về nước và lửa, bảy là chịu sạch việc hư hao, tám là dứt hẳn ác mộng, chín là khi ra lúc vào có thần theo hộ vệ, mười là gặp bậc thánh nhân. Và Đức Thế Tôn, chúng sanh trong đời sau cùng hiện đời nay, nếu có nơi phần nếu ở nơi phần đất của mình cư trụ mà có thể làm ra sự cúng dường ngài Địa Tạng Bồ Tát như thế thì được sự lợi ích như vậy. Vị Kiên Lao Địa Thần lại bạch cùng Đức Phật ngài và Đức Thế Tôn: trong đời sau này như có người thiện nam kẻ thiện nữ nào ở trong chỗ của mình cư trú mà có kinh điển này cùng hình tượng của Đức Địa Tạng Bồ Tát, người đó lại có thể đọc kinh điển này và cúng dường hình tượng của Bồ Tát, thì con dùng thần lực của con thường hộ vệ người đó cho đến tất cả sự tai họa như nước lửa trộm cướp nạn lớn nạn nhỏ thấy đều tiêu sạch. Đức Phật bảo Kiên Lao Địa Thần rằng: thần lực cộng lớn của ông các thần khác ít ai bằng, vì có sao? Vì đất đai trong cõi Diêm Phù Đề đều nhờ ông hỗ trợ, cho đến cỏ cây các đá lúa mè che lao gạo thóc của báo tất cả những thứ từ đất mà có ra đều nơi nhờ nơi sức thần của ông cả, nên ông lại thêm bằng những sự lợi ích của ngài Địa Tạng Bồ Tát, thì công đức và thần thông của ông lại càng thêm trăm nghìn lần trội hơn lúc thường. Này Địa Thần, trong đời sau như kẻ thiện nam và thiện nữ nào cúng dường Địa Tạng Bồ Tát cùng đọc tụng kinh điển này chỉ có thể tu hành theo một việc mà trong kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện đã dạy, thì ông nên dùng thần lực của ông ủng hộ người đó, chứ để cho tất cả sự tai hại cùng sự không quỷ đến nghe nơi tai, huống nữa là để cho phải chịu, chẳng phải chỉ riêng mình ông hộ trì người đó, cũng có hàng quyến thuộc của Phạm Vương Đế Thích, quyến thuộc của chư thiên ủng hộ người đó. Tại vì sao lại được các vị hiền thánh ủng hộ như thế? Đều là do vì những người ấy chiêm lễ hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát và đọc tụng kinh điển Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện này, tự nhiên được rút ráo sa lìa biến khổ, chứng đạo niết bàn an vui, vì thế nên được ủng hộ một cách lớn lao như thế, nghe thấy được lợi ích. Phẩm thứ 12, Đức Phật phóng quang tuyên cáo. Lúc đó trên từ trên đảnh môn, Đức Thế Tôn phóng ra cả trăm ngàn mức tia sáng lớn, như là tia sáng sắc trắng, tia sáng sắc trắng lớn, tia sáng làm tốt, tia sáng làm tốt lớn, tia sáng sắc ngọc, tia sáng sắc ngọc lớn, tia sáng sắc tím, tia sáng sắc tím lớn, tia sáng sắc xanh, tia sáng sắc xanh lớn, tia sáng sắc biếc, tia sáng sắc biếc lớn, tia sáng sắc hồng, tia sáng sắc hồng lớn, tia sáng màu lục, tia sáng màu lục lớn, tia sáng màu vàng y, tia sáng màu vàng y lớn, tia sáng tướng mây lành, tia sáng tướng mây lành lớn, tia sáng tướng nghìn vòng tròn, tia sáng tướng nghìn vòng tròn lớn, tia sáng vòng tròn báo, tia sáng vòng tròn báo lớn, tia sáng quần mặt trời, tia sáng quần mặt trời lớn, tia sáng quần mặt trăng, tia sáng quần mặt trăng lớn, tia sáng tướng cung điện, tia sáng tướng cung điện lớn, tia sáng tướng mây biển, tia sáng tướng mây biển lớn. Từ trên đảnh mau phóng ra những luồng tia sáng như thế, xong lại nói ra các thứ tiếng vi diệu mà bảo đầy chúng rằng: này tám bộ chúng trời gồng người cùng vi nhân lắm nghe, hôm nay ta tại cung trời đeo lại tiếng bày ngợi khen những sự lợi ích trong hàng trời người, những sự không thể nghĩ bàn, những sự về nhân hạnh lên bậc thánh, những sự chứng quả thập địa, những sự gốc gác không đuôi sụp nơi đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác của ngài Địa Tạng Bồ Tát Quán Thế Âm cầu thỉnh. Lúc Đức Phật nói lời trên đó vừa dứt thiết, trong pháp hội có một vị đại Bồ Tát hiệu là Quán Thế Âm từ chỗ ngồi đứng dậy quỳ gối chắp tay mà bạch cùng Đức Phật rằng: Đức Thế Tôn, ngài Địa Tạng Bồ Tát đầy đủ đức từ bi lớn, ngài thương xót chúng sanh mắc tội khổ ở trong nghìn muôn ức thế giới, ngài hóa hiện ra nghìn muôn ức thân, bao nhiêu công đức và sức vai thần chẳng thể nghĩ bàn của ngài, con đã từng nghe Đức Thế Tôn cùng vô lượng chư Phật trong mười phương khác miệng đồng lời ngợi khen ngài Địa Tạng Bồ Tát.
Dù cho cái Đức Phật trong thời quá khứ, thời hiện tại cùng thời vị lai nói công đức của Ngài Địa Tạng Bồ Tát vẫn chẳng thể nói hết. Vừa rồi lại được Đức Thế Tôn bảo khắp trong đại chúng rằng Đức Phật muốn tiên nói các sự lợi ích của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, có mong Đức Thế Tôn vì tất cả chúng sanh ở hiện tại và vị lai mà tiên nói những sự chân thành nghĩa bàn của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, làm cho tám bộ chúng dày gầm chiêm ngưỡng lễ lạy Ngài Địa Tạng Bồ Tát để được hưởng phước lành. Nam mô A Di Đà Phật. Đức Phật tán thán và hớn hả. Đức Phật bảo Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát, ông có nhân duyên rất lớn với chúng sanh trong cõi Ta Bà, những hàng trời rồng hoặc nam tử nữ nhân hoặc thần hoặc quỷ, cho đến chúng sanh mắc phải tội khổ trong sáu đường. Nếu kẻ nào nghe danh hiệu của ông, thấy hình tượng của ông hay mánh tưởng đến ông đều cùng khen ngợi ông, thì những chúng sanh ấy đều ở nơi đạo vô thượng chánh chánh giác, quyết chẳng còn thoái chuyển, thường được sanh vào cõi người, cõi trời, hưởng đủ sự vui vi diệu. Khi nhân quả sắp thành thục, liền được Phật khỏi ký cho, nên ông sẵn lòng từ bi lớn thương xót các loài chúng sanh và tám bộ chúng trời gồng mà muốn nghe ta nói những sự lợi ích nhân hay nghĩa bàn của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, ông nên lắng nghe cho kỹ, nên ta sẽ nói đó. Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát bạch rằng: vâng, mình Đức Thế Tôn xin được muốn nghe. Nghe thấy thấy nghe thêm phước trời, Đức Phật bảo Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát: trong các thế giới về thở hiện tại này và vị lai sau, có vị trời nào hưởng phước trời đã mãn năm tướng suy hao hiện ra nơi thân, mà có kẻ phải đọa lạc nơi chốn mát đạo, các vị trời đó hoặc nam hoặc nữ đương lúc tướng suy hao hiện và thấy hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát hoặc nghe tên của Ngài Địa Tạng Bồ Tát gần một lần chiêm ngưỡng, một lần đánh lễ, thì các vị trời đó càng thêm lớn phước trời, hưởng sự vui sướng rất nhiều, không bao giờ còn phải bị sa đọa, bị đọa lạc vào ba ác đạo nữa. Huống chi là những người thấy hình tượng Bồ Tát, nghe danh hiệu Bồ Tát, rồi đem các thứ hương hoa đồ y phục đồ ăn vật báo chữ ngọc mà bố thí cúng dường, thì người này được vô lượng vô biên công đức phước lợi, người bệnh được lại là vậy nữa. Này Quán Thế Âm, trong các thế giới về thở hiện tại nay và vị lai sau, những hàng chúng sanh trong sáu đường, như có kẻ sắp mạng chung mà được nghe một tiếng danh hiệu của Ngài Địa Tạng Bồ Tát thoáng qua lỗ tai, thì cái mạng chung nó không còn bị đọa vào chốn khổ ba ác đạo. Huống chi là lúc sắp mạng chung, cha mẹ cùng hàng thân quyến đem của cải nhà cửa vật báo y phục của người sắp mạng chung đó mà làm của chi phí để tô đắp hay hòa vẽ hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, rồi làm cho người bệnh lúc chưa chết mà mắt thấy tai nghe biết gần hàng thân quyến đem nhà cửa vật báo về mình mà tô vẽ hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, người bệnh đó nếu có nghiệp báo phải mang lấy bệnh nặng thì nhờ công đức này liền được lành mạnh tuổi thọ thêm lâu, còn người bệnh đó nếu có nghiệp báo số mạng đã hết lại có đủ tất cả tội chướng nghiệp chướng đáng lẽ phải bị đọa vào chốn ác đạo, xong vì nhờ công đức này nên sau khi mạng chung liền được sanh vào cõi trời cõi người, hưởng quả vui thù thắng vi diệu, tất cả tội chướng hãy đều tiêu sạch, tiên vong được phước là về nữa. Này Quán Thế Âm Bồ Tát, về đời sau nếu có kẻ nam tử người nữ nhân nào, hoặc lúc còn bú mớm, hoặc lúc lên 3 tuổi, hoặc lúc lên 5 tuổi, 10 tuổi trở xuống, mà chết mất cha mẹ cho đến chết mất anh chị em, đến khi người nhớ tưởng đến cha mẹ cùng hàng thân quyến, không có đòi lạc vào chốn nào hay sang về thế giới nào mà sanh lên cõi trời nào, người đó như có thể tô vẽ hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, nhận đến nghe danh hiệu của Ngài, rồi một lần chiêm ngưỡng, một lần đảnh lễ, rồi từ 1 ngày cho đến 7 ngày đừng thối tâm ban đầu, nghe danh hiệu, thấy hình tượng, chiêm lễ, cúng dường, thì quyến thuộc đã sống phúc của người đó niệm đã bị sa đọa vãng đạo, tính cao phải chịu đến số kiếp này nhờ công đức tô vẽ hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát và chiêm lễ cúng dường con cái của anh chị em, liền nên liền được giải thoát, được sanh lên cõi trời cõi người, hưởng quả vui thù thắng vi diệu, còn như quyến thuộc đã sống phước của người đó có phước lành, đã được sanh lên cõi trời cõi người, hưởng thọ quả vui thù thắng vi diệu rồi, thì nhờ công đức này càng thêm lớn nghiệp nhân về bậc thánh, hưởng vô lượng quả vui. Nhưng người đó lại có thể trong 21 ngày chuyên làm chiêm lễ hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát và niệm lấy danh hiệu của Ngài, đủ số một muôn biến sẽ được Ngài Địa Tạng Bồ Tát hiện vô biên thân, mách cho người đó gõ nơi cõi có hàng thân quyến sống phước kia đã sanh về. Hoặc trong giấc mộng, Ngài Địa Tạng Bồ Tát hiện sức thần thông lớn, tự dắt người đó đến các thế giới thấy hàng quyến thuộc. Nếu người đó lại có thể trong mỗi ngày niệm danh hiệu của Bồ Tát 1.000 biến luôn đến 1.000 ngày, người đó sẽ được Bồ Tát sai các vị quỷ thần ở tại chỗ đó hộ vệ trọn đời, hiện đời đồ ăn món mặc dư và không có các thứ bệnh khổ cho đến các sự tai vạ, còn không hề vào đến cửa hướng nữa là đến nơi thân gốc gác, người người đó sẽ được Ngài Địa Tạng Bồ Tát so đảnh thọ ký cho, nguyện lớn sớm thành lại về nữa. Này Quán Thế Âm Bồ Tát, về đời sau như có kẻ thiện nam người thiện nữ nào muốn phát lòng từ rộng lớn để cứu độ tất cả chúng sanh muốn tu đạo vô thượng chánh giác, muốn thoát khỏi tam giới, những người đó thấy hình tượng mà nghe danh hiệu của Ngài Địa Tạng Bồ Tát rồi chí tâm quy y, hoặc đem hương hoa y phục vật báo đồ ăn uống để cúng dường chiêm ngưỡng đánh lễ, thì chỗ nguyện cầu của kẻ nam tử cùng thiện nữ đó mau được thành tựu, không bao giờ bị chướng ngại lại về nữa. Này Quán Thế Âm Bồ Tát, trong đời sau như có kẻ thiện nam người thiện nữ nào muốn cầu 100 nghìn muốn ức điều nguyện, trăm nghìn muốn ức sự về hiện tại cùng vị lai, thì chỉ nên quy y chiêm ngưỡng đánh lễ cúng dường ở khen hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, được như thế thì nguyện những chi và cầu những chi thấy đều thành tựu cả, lại cầu mong Địa Tạng Bồ Tát quảng đức từ bi rộng lớn ủng hộ mày cho người đó trong giới kim bao, liền được Ngài Địa Tạng Bồ Tát sau đảnh thọ ký được trí huệ. Lại về nữa, này Quán Thế Âm Bồ Tát, trong đời sau như có người thiện nam kẻ thiện nữ nào sanh lòng rất trân trọng đối với kinh điển đại thừa, phát tâm bất tư nghĩ muốn đọc tụng kinh điển ấy, vừa gặp được bậc minh sư truyền dạy cho những người đó học tập nhưng gặp rồi quên rồi, trải đến cả tháng cả năm vẫn không đọc tụng được, những kẻ thiện nam thiện nữ đó vì có nghiệp chướng đời trước chưa trừ sạch cho nên ở nơi kinh điển đại thừa không có công năng đọc tụng, nhưng hạng người này khi nghe danh hiệu của Ngài Địa Tạng Bồ Tát
Còn anh thấy hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát đem hết bốn tâm cung kính bày tỏ với Bồ Tát, rồi dùng hương hoa y phục đồ ăn tất cả ngoại phụ cúng dường hình tượng Bồ Tát, dùng một chén nước trong để chư tượng Bồ Tát một ngày một đêm, sau đó cung kính chắp tay thỉnh về để uống, xe mặt về hướng nam, khi nước vào miệng phải chí tâm trịnh trọng uống nước xong, hay cử ngũ tạng ngũ thịt tài dâm vọng ngữ và các việc giết hại trong 7 ngày hoặc 21 ngày, và thiện nam còn thiện nữ đã trong giấc chiêm bao thấy Địa Tạng Bồ Tát hiện vô biên thân ngứa nước chanh lãnh của người đó, khi thức dậy người đó liền được thông minh, một phen nghe đến những kinh điển đại thừa ấy thì sẽ nhớ mãi không bao giờ còn quên một câu kệ nữa, tai nạn tiêu trừ lại về nữa, này Quán Thế Bồ Tát, vì trong đời sau như có người những người nào ăn mặc không đủ cầu chi cũng không toàn nguyện, hoặc thân nhiều tật bệnh, hoặc nhiều sự hưng si, nhà cửa không yên ổn, quyến thuộc chia lìa, hoặc các sự tai vạ cứ đến quấy nhiễu nơi thân luôn, trong giấc mộng thường phải kinh sợ. Những người như thế đó khi nghe danh hiệu của ngài Địa Tạng Bồ Tát, thấy hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát nên chí tâm cung kính niệm đủ một muôn biến, thì những sự không tỏ ý trên đó sẽ tiêu sạch lần lần, liền được an vui, đồ ăn mặc dư dật, cho đến trong giấc mộng thấy đều được an ổn vui vẻ, khỏi hiểm nguy. Là vì nữa này Quán Tham Bồ Tát, về đời sau nếu có người thiện nam thiện nữ nào, hoặc nhân sự làm ăn, hoặc nhân sự công chuyện tư, hoặc nhân sự sanh cùng tử, hoặc nhân việc gấp mà phải vào trong rừng núi hay qua sông vực biển, hoặc gặp nước lụt đớn, hoặc đi ngang đường hiểm trở, người ấy trước khi đi nên niệm danh hiệu của ngài Địa Tạng Bồ Tát mà muốn biến được như thế, thì đi qua nơi nào chúng ta cũng có các vị quỷ thần theo hộ vệ, lúc đi đứng khi nằm ngồi đều được an ổn vui vẻ, cho đến dầu gặp loài hồng sói sư tử, nhưng tất cả các thứ độc hại đều không thể phạm đến người đó được. Đức Phật bảo ngài Quán Thế Âm Bồ Tát, ngài Địa Tạng Bồ Tát có nhân duyên rất lớn với cõi Diêm Phù Đề. Nếu nói về những sự mà các hàng chúng sanh thấy hình nghe tên của ngài Địa Tạng Bồ Tát được lợi ích, thì khi thì dầu nói đến trăm nghìn kiếp cũng không nói hết được. Này Quán Thế Âm Bồ Tát, vì thế nên ông nên dùng thần lực mà lưu truyền kinh này, làm cho chúng sanh trong cõi ta bà đây đến mãi mãi đến trăm nghìn kiếp đều hưởng những sự an vui luôn. Bây giờ Đức Thế Tôn liền nói kệ rằng: Ta xem Địa Tạng sức oai thần, kiếp số hàng xa khó tỏ, chẳng thấy nghe một niệm chim ngưỡng lễ, trời ngồi lễ sự không ngàn mà thần cùng nam nữ báo tận sẽ sao vào đường giữ, chí tâm quy mạng đại sĩ thân tuổi thọ thêm nhiều trừ tội dữ, cha thơ chánh bác mẹ cùng cha huynh đệ chị em kẻ ruột gà lớn không nghĩ đến điều không biết, nghe giữa đường lành ở đâu là mà khỏe mà tô đại sĩ hình cảm thân chim lễ chẳng biệt đành, 21 ngày luôn niệm danh hiệu Bồ Tát hiện thân đến bên mình, chỉ cần quyến thuộc ở nơi nào giàu xa thú cũng ra mau, nếu được không lui lòng kính ngưỡng thanh ký Bồ Tát muốn đầu trao Bồ Đề Bồ Thượng, muốn tu hành muốn gặp mong ra ba cõi khỏi tử sanh, người này đã phát lòng bi lớn trước nên chim lễ đại sĩ hành, nghe tên quy y đấng trọn lành, cúng dường cung kính phát lòng thành nghiệp chướng chẳng hề ngăn chướng đặng, bao nhiêu mong ước sống viên thành, có kẻ phát tâm tụng kinh sách muốn độ chúng sanh khỏi tai ách, dù lập nguyện lớn chẳng nghĩ bàn, đọc gọi quên gọi luôn xót mắt, người này nghiệp chướng nó làm mê học đại thừa kinh khó mọi bề, y phục uống ăn các mạng cụ cúng dường Địa Tạng với hương hoa, dùng chén nước trong bày trước tượng, cách một ngày đêm bưng lấy uống sanh lòng ân trọng, cửa ngũ tăng ngũ thịt tài dâm cùng giới luôn cho hóng 21 ngày chết sát sanh, chiên lòng tưởng niệm thượng nhân danh, chim bao thấy gõ tôn dung hiện thức gọi liền được chí không lanh, đại thừa kinh giáo nghe qua tai nghìn vạn đời sau chớ nhớ chẳng sai, chính nhờ đại sĩ oai thần lớn thầm giúp người kia có huệ tài, chúng sanh nghèo khổ lại ốm đau, cửa nhà hoa hoàng người liền nhân ngủ mê mộng mị không mang giấc, rồi muốn hỏng hư chẳng được nào, dốc lòng chim lễ Địa Tạng ngày bao nhiêu về ác thể tiêu ngay, những đến chim bao đều ăn cả quỷ thần phò hộ của dư xài, muốn qua sông biển đến núi gần cầm thú động nguy giặc đón đường, áp thần ác quỷ mưa gió dữ nhiều nỗi gian nan vốn không lường, sắp sửa ra đi đối trước tượng cúng dường kính lễ cùng chiêm ngưỡng, nói gần biển cả có vào trong mắt tay tiêu sạch thường an sướng, quá lòng lắng nghe ta nói rõ Địa Tạng vô lượng oai thần đó, trong nhịn muôn kiếp thực chẳng rồi gọng tiên đại sĩ đầy sức nọ, như người nghe đến Địa Tạng danh thấy hình chim lễ hết lòng thành, hương hoa uống nhân y phục trăm nghìn báo tốt hưởng điều lành, nếu hay đem công hồi pháp giới cúng gấp thành Phật sanh tử khỏi, Quan Âm nên biết gắn tiên bày truyền khắp hàng xa nhiều nước cõi, giảng dò cũng độ nhân thiên. Phẩm thứ 13 tham gia cộng đồng Địa Tạng Bồ Tát bổ nguyện, Đức Phật giao phó lúc đó Đức Thế Tôn gia cánh tay sắc vàng xoa đảnh ngài Địa Tạng một đại Bồ Tát mà bảo rằng: Địa Tạng, Địa Tạng, thần lực của ông không thể nghĩ bàn, đức từ bi của ông không thể nghĩ bàn, trí huệ của ông không thể nghĩ bàn, biện tài của ông không thể nghĩ bàn, dù cho các đức Phật có mười phương khen ngợi tiếng nói, những sự chẳng thể nghĩ bàn của ông trong trăm nghìn muôn kiếp cũng chẳng hết được. Này Địa Tạng, Địa Tạng, ông nên nhớ hôm nay ta tại cung trời đạo loại nơi pháp hội lớn có trăm nghìn muôn ước bất khả thiết tất cả các đức Phật các vị Bồ Tát các hàng trời gồm 80 chúng này một lần nữa đem các hàng chúng sanh những gã trong nhà lửa cho ra khỏi ba cõi mà giao phó cho ông chớ để các chúng sanh đó phải bị đọa vát đạo, dù là chừng một ngày một đêm, muốn chi là để cho chúng nó phải bị đọa lạc vào ngủ một vô gián cùng địa ngục A Tỳ mãi đến ngày muốn kiếp không lúc nào ra khỏi. Ơ này Địa Tạng, tâm tánh của chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đề không định, phần đông đều quen theo thói ác phản, hoặc có người phát tâm lành nhưng người không bao lâu liền thối thất, còn như duyên ác lại luôn luôn tăng trưởng, cũng vì lẽ đó nên ta phải chia thân này ra trăm nghìn ức để hóa độ thuận theo căn tánh của chúng nó, hầu làm cho chúng nó được giải thoát. Này Địa Tạng, hôm nay ta cần đem chúng trời người giao phó cho ông, trong đời sau như có hàng trời người cùng thiện nam
Thiện nữ nào chồng chút ít căn lành ở trong Phật pháp, chừng bằng sợi lông mấy chàng hột cát dầu nước, thì ông nên dùng đạo lực của ông ủng hộ người đó, làm cho người đó tu tập lần lần đạo hạnh vô thượng, chứ đừng để họ thoái thất. Lại vì nữa này, Địa Tạng Bồ Tát trong đời sau mà có trời, hay người nào phải theo nghiệp mà thọ báo bị đọa vào chốn ác đạo, đến khi bị đọa vào ác đạo vừa bước đến cửa ngục, nhưng chúng sanh đó nếu có thể niệm được danh hiệu của Đức Phật hay danh hiệu của một vị Bồ Tát cùng một câu kệ, một kinh điển đại thừa, ông nên dùng thần lực của ông tìm phương trước cứu vớt cái chúng sanh đó, ông nên hiện thân ra trước kẻ đó, phá tan địa ngục, làm cho được sanh lên cõi trời, hưởng những sự vui vi diệu thù thắng. Bây giờ Đức Thế Tôn liền nói kệ rằng: đời nay đời sau chúng thiên nhân nay ta cần nhân báo, ông dùng đại thần thông quyền độ họ, đừng cho ác đạo đọa vào trong. Bồ Tát tương chỉ, bây giờ ngài Địa Tạng Bồ Tát quỳ gối chắp tay mình cùng Đức Phật gần mình Đức Thế Tôn, cứ xin Đức Thế Tôn chớ lo, trong đời sau nếu có người thiện nam cùng kẻ thiện nữ nào đó với trong Phật pháp có một niệm cung kính, con cũng dùng trăm ngàn phương tiện độ thoát người đó, làm cho mau được giải thoát trong đời sanh tử uống nữa, là nghe các việc lành và luôn luôn tu hành. Tự nhiên ở nơi đạo vô thượng không bao giờ còn nói chuyện, hư không tạng bạch hỏi. Lúc này Địa Tạng Bồ Tát bạch lời nói cho người đó vừa xong, trong pháp hỏi có một vị Bồ Tát tên là hư không tạng bạch cùng Đức Phật gặp mình Đức Thế Tôn, từ khi con đến cung chạy đâu lại này nghe Đức Như Lai ngợi khen ngợi thần thế là không thể nghĩ bàn của ngài Địa Tạng Bồ Tát. Trong đời sau mà có người thiện nam cùng thiện nữ nào nghe đến tất cả các hàng trời gồng, nghe kinh điển này và nghe danh tự của Địa Tạng Bồ Tát cùng với chim lễ hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát, thì những kẻ ấy được bao nhiêu điều phước lợi. Cứ mong Đức Thế Tôn vì tất cả hàng chúng sanh ở hiện tại và vị lai mà nói là vị ấy cho 28 điều lợi. Đức Phật bảo ngài hư không tạng Bồ Tát: lắng nghe cho kỹ, ta sẽ vì ông mà nói rõ việc ấy cho. Trong đời sau người thiện nam cùng thiện nữ nào nghe thấy hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát và nghe kinh điển này cho đến đọc tụng, dùng hương hoa, đồ ăn, món uống, y phục, vật báo mà bố thí cúng dường ở khen chim lễ, thời cái ấy được 28 điều lợi ích như sau đây: một, các hàng trời gồng thường hộ niệm; hai, quả lành càng ngày càng thêm lớn; ba, chứa nhóm nhân vô thượng vô thánh; bốn, mãi không còn thối thất đạo bồ đề; năm, đồ ăn món mặc dồi dào đầy đủ; sáu, những bệnh tật không đến nơi thân; bảy, khỏi những tai nạn ngoài lửa và nước; tám, không có bị hại vì trộm cướp; chín, người khác thấy đến sanh lòng cung kính; 10, các hạng quỷ thần theo hộ trì; 11, đời sau thân gái sẽ chuyển thành thân trai; 12, đời sau sẽ làm con gái các hạng quân giả đệ thần; 13, thân tướng xinh đẹp; 14, phần nhiều được sanh về cõi trời; 15, hoặc làm bậc vua chúa; 16, có chí sáng biết rõ việc trong những đời trước; 17, có mong cầu chi cũng đều được tội ý; 18, quyến thuộc an vui; 19, các tai vạ bất ngờ đều dứt sạch; 20, các nghiệp về ác đạo đều trừ hẳn; 21, đi đến đâu cũng đều không bị sự trở ngại; 22, đêm nằm chiêm bao an ổn vui vẻ; 23, những người thân tộc đã chết nếu có tội thì được khỏi khổ; 24, nếu về đời trước có phước thì được thọ sanh về cõi vui sướng; 25, các bậc thánh ngợi khen; 26, căn tánh thanh lợi thông minh; 27, giàu lòng từ mẫn; 28, vốn giáo đều thành thật. 7 điều lợi là về nữa này hư không tạng Bồ Tát, như hàng trời gồng quỷ thần ở hiện tại và vị lai nghe danh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát, đảnh lễ hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát mà nghe các sự về bổn hạnh, bổn nguyện tu hành của ngài Địa Tạng Bồ Tát mà ngợi khen chim lễ, thì được 7 điều lợi ích: một, mau chứng bậc thánh; 22, nghiệp ác tiêu diệt; 23, chư Phật đến ủng hộ; 24, không thoái thất bồ đề; 5, bốn lực được tăng trưởng; 6, việc đời trước đều rõ biết; 7, rút ráo thành Phật. Đại hội tăng tháng bây giờ bất khả thiết, tất cả chư Phật và đại Bồ Tát cùng tám bộ chúng chạy gồng ở 10 phương đến dự pháp hội đó, nghe Đức Thích Ca Mâu Ni Phật ngợi khen tiên bày sức quay thần chẳng hay nghĩa bàn của ngài Địa Tạng Bồ Tát, được khen là việc chưa từng có. Lúc đó chạy đâu lại gửi vô lượng hương hoa thiên nghi chuẩn ngọc để cúng dường Đức Thích Ca Mâu Ni Phật và Địa Tạng Bồ Tát, xong rồi tất cả đại chúng trong pháp hội đều lại chim lễ chắp tay mà lui ra. Kinh Địa Tạng Bồ Tát bốn nguyện quyển hạ hết bộ thể Địa Tạng so nhân trong kinh tạng thật công ngộng do tiền sanh đời nay tụng đại thừa phước lợi vô cùng quý sen báo vãng sanh. Nam mô thường trụ thập phương tăng, nam mô thường trụ thập phương tăng, nam mô thường trụ thập phương tăng, nam mô đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát, nam mô đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát, nam mô đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Đạo lại Thế Tôn nói pháp màu Địa Tạng công hạnh kết động sau, thánh giáo mấy chuyện sai chẳng nhớ, khắp lại dạy người khỏi khổ sầu, chạy Atula và sao thảy đến nghe pháp đó nên chí tâm ủng hộ Phật pháp kiến thường còn, mỗi vị xin tu là Phật dạy. Bao nhiêu người nghe đến chốn này hoặc trên đất liền hoặc hư không, thường đó người đời sanh lọc từ ngày đêm tự mình đương pháp ở, nguyện các thế giới thường an ổn, phước chí vô biên lợi quần sanh, bao nhiêu tội nghiệp hãy tiêu trừ, xa lìa các khổ về viên tịch, hàng dùng giới hương soi mất dáng, thường nhìn định phục để giúp thân, hoa màu bồ đề khắp trang nghiêm, tùy theo chỗ ở thường an lạc. Nam mô tòa tàu của chánh hộ pháp chư tôn bồ tát ma tát, nam mô tòa tàu của chánh hộ pháp chư tôn bồ tát ma tát, nam mô tòa tàu của chánh hộ pháp chư tôn bồ tát ma tát. Om ha ha ha, Bụt Sa Mâu Ni So ha.